Là đội thua đậm nhất ở trận mở màn trong lịch sử các kỳ Euro, Scotland sẽ làm thế nào để lấy lại thể diện và thắp lại hy vọng đi tiếp? Câu trả lời là họ sẽ phải đánh bại Thụy Sĩ, đội đã thắng giòn giã 3-1 trước Hungary trong ngày ra quân. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sôi động cùng Euro số 15 của chúng tôi. Vâng, đánh bại Thụy Sĩ. Bốn chữ đó thật ngắn gọn và đơn giản, nhưng đây lại là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với đội bóng thuộc Liên Hiệp Anh, bởi vào lúc này, cả thực lực lẫn tinh thần của Scotland đều kém hơn hẳn so với tập thể xứ đồng hồ. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình chuẩn bị của hai đội trước khi họ thi đấu. Lượt trận mở màn bảng A đã chứng kiến hai nửa buồn vui của Scotland và Thụy Sĩ. Rõ ràng, việc phải đối mặt với đội chủ nhà Đức trên sân Allianz Arena trong trận khai mạc Euro 2024 là điều mà Scotland không hề mong muốn. Dù chơi với quyết tâm rất cao và có khoảng 30 phút cố gắng làm giảm nhịp điệu của đối thủ, nhưng những gì mà thầy trò huấn luyện viên Stephen Clarke nhận về vẫn là trận thua với tỷ số 1-5. Thậm chí, bàn thắng mà Scotland có được cũng đến từ pha phản lưới của trung vệ Rudiger bên phía đối thủ. Trong trận thua ấy, mọi điểm yếu của Scotland cũng đều bộc lộ. Đại diện khối Liên Hiệp Anh chơi một thứ bóng đá khô cứng, giàu sức mạnh nhưng thiếu sự uyển chuyển. Đây cũng là vấn đề mà mọi chuyên gia đều nhận ra trước giải đấu này, bởi Scotland là một đội bóng không có ngôi sao nào nổi bật. Đối mặt với thử thách mang tên Thụy Sĩ ở lượt trận thứ hai sẽ tiếp tục là một bài toán khó giải nữa với Scotland. Trái ngược với những nhận định trước gặp Hungary, Thụy Sĩ đã trình diễn một lối chơi khoa học, thực dụng và mang về chiến thắng với tỷ số 3-1. Điểm nhấn trong lối chơi của đội bóng xứ sở đồng hồ chính là sự cơ động của hàng tiền vệ được điều tiết bởi bộ đôi Sahaka Ferrer và hàng công với những nhân tố trẻ giàu tốc độ như Dua Ebolo. Chắc chắn Scotland không muốn nhận thêm một thất bại nữa, đồng nghĩa với việc có thể sẽ là lời chia tay sớm với Euro 2024. Nhưng có lẽ trước một Thụy Sĩ đồng đều hơn, đó sẽ là nhiệm vụ bất khả thi. Về phía đội bóng của huấn luyện viên Jakin, chắc chắn mục tiêu sẽ là 3 điểm, đồng nghĩa với tấm vé vào vòng 1/8. Về lực lượng, Scotland sẽ gặp thiệt hại lớn ở trận đấu tới khi mất trung vệ trụ cột Proteus do tấm thẻ đỏ ở trận gặp Đức. Dù buộc phải có điểm ở trận đấu tới, nhưng khả năng ghi bàn của thầy trò Clarke không được đánh giá cao khi bộ ba Martin, Christy, Adam chơi thiếu hiệu quả trên hàng công. Thụy Sĩ sẽ ra sân với bộ khung quen thuộc ở trận gặp Hungary và tuyến giữa sẽ được chỉ huy bởi nhạc trưởng lão tướng Sahaka. Nét mới trên hàng công của huấn luyện viên Jakin mang tên Guagudua. Cầu thủ này chơi khá ấn tượng và sẽ gánh vác vị trí cao nhất trên hàng tiền đạo. Trước thềm trận đấu, chuyên gia của tờ Evening Standard đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Scotland và Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng bảng Euro 2024 vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 6. Do thất bại nặng nề trước chủ nhà Đức ở trận mở màn Euro 2024, khiến Scotland chỉ còn cách thắng Thụy Sĩ để hy vọng giành vé đi tiếp. Nhưng xem ra, mục tiêu này rất khó thực hiện, cả với những gì họ thể hiện cách đây vài ngày, cũng như phong độ nghèo nàn suốt thời gian qua. Thực tế, Scotland chỉ thắng duy nhất Gibraltar trong 10 trận gần đây và hàng phòng ngự cho thấy đã chơi tệ hại như thế nào với tổng cộng 26 bàn thua. Gắng gượng sau trận thua đậm, Scotland sẽ gặp phải một Thụy Sĩ đang rất hưng phấn nhờ chiến thắng trước Hungary. Đội tuyển xứ đồng hồ đã chứng tỏ sự áp đảo cũng như mức độ hiệu quả cao trong trận đầu tiên tại Euro 2024. Bây giờ, gặp đối thủ đang khó khăn như Scotland, họ có đủ khả năng tạo ra một thế trận lấn lướt. Khi ấy, các chân sút Thụy Sĩ sẽ lên tiếng để đem về chiến thắng chung cuộc. Trong 5 cuộc đụng độ gần nhất, Thụy Sĩ thắng 2, hòa 2 và thua 1. Scotland thắng 1, hòa 2 và thua 2. Phong độ gần nhất Scotland, trong 5 trận gần nhất, thắng 1, hòa 1, thua 3. Phong độ gần nhất Thụy Sĩ, trong 5 trận gần nhất, thắng 3, hòa 2. Rõ ràng, cuộc đụng độ giữa Scotland và Thụy Sĩ có tầm quan trọng đặc biệt với cả hai đội tuyển, bởi chắc chắn không đội nào muốn mất điểm trận này. Một cuộc chiến đích thực ở mọi vị trí trên sân Rhein Energy Stadium chắc chắn là khả năng cao nhất và cơn mưa thể phạt sẽ khó có thể tránh khỏi từ tính chất quyết định của trận này. Đáng lưu ý, Scotland chính là đội đầu tiên phải nhận thẻ đỏ ở Euro năm nay. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng đã có đến 13 pha phạm lỗi ở trận đấu ra quân gặp Hungary, top cao nhất giải cho đến hiện tại. Dù họ thắng chung cuộc 3-1, nhưng chơi vô cùng rắn suốt 90 phút của trận đấu đó.
khi mà cả thực lực thi đấu lẫn tinh thần chiến đấu đều đang thấp hơn, thậm chí là thấp hơn đáng kể so với tuyển Thụy Sĩ, Scotland rất cần những trợ lực khác để tăng sức mạnh và sự quyết tâm cho mình. Nói tới đây, chắc hẳn đa phần quý vị và các bạn sẽ nghĩ ngay tới sự tiếp sức từ các cổ động viên, yếu tố vẫn được coi là cầu thủ thứ 12 trong bóng đá. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi đề cập lại không chỉ có vậy. Cam Reading, bạn gái của Scott McTominay, là một trong những quap đồng hành cùng đội tuyển Scotland tại Euro 2024. Scotland đến Đức tham dự Euro 2024. Mọi sự tập trung sẽ đổ dồn vào phía huấn luyện viên Stephen Clarke khi họ bắt đầu giải đấu bằng việc đá trận ra quân gặp Đức. Bầu không khí sẽ lên đến đỉnh với việc quap tạo sự chú ý từ khán đài. Robin Kane là nửa kia của hậu vệ Jack Henry. Sarah Stopke đính hôn với John McKean, cặp đôi quen nhau khi ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa còn là cầu thủ trẻ ở Mirren hơn chục năm trước. Andy Robertson và vợ Rachel kết hôn 2 năm trước. Cả hai gặp nhau lúc đang học tại trường trung học Ninian ở Kim Đốc. Cầu thủ chủ lực của Liverpool và người yêu kết hôn cách đây 2 năm. Họ có 2 con, Rocco 6 tuổi và Arian 5 tuổi. Rachel phần lớn đã cố gắng tránh ánh đèn sân khấu và tập trung vào việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô tốt nghiệp Đại học Glasgow năm 2016 với bằng toán và ngôn ngữ. Grace Taylor kết hôn với người yêu thời thơ ấu Laura McLaren trong tháng này. Cô gái tóc vàng đến từ Greenock là một y tá có trình độ tốt nghiệp Đại học Glasgow. Bên nhau từ khi còn trung học, cặp đôi rất tôn trọng nghề nghiệp của mỗi người. Robin Kane đang mong đợi đứa con đầu lòng với Jack Henry. Kane là một nhà tâm lý học lâm sàng. Cô học tâm lý học tại Nottingham University, khoa học thần kinh tại King's College London và giải phẫu thần kinh ở Cambridge. Georgia Bell là một họa sĩ. Cô là đối tác tình yêu của Ryan Christie. Người đẹp có bằng thực hành nghệ thuật đương đại ở Đại học Robert Gordon ở Aberdeen. Cam Reading là bạn gái của Scott McTominay. Cam là một người mẫu và thích đi du lịch nước ngoài để làm việc và tắm nắng. Cặp đôi hẹn hò từ năm ngoái và tiền vệ 27 tuổi của Manchester United thỉnh thoảng đăng những bức ảnh chụp chung lên Instagram. Sự tiếp sức từ đội ngũ Wales liệu có thể giúp Scotland làm nên chuyện hay không thì cũng rất khó nói. Nhất là khi Thụy Sĩ cũng có một dàn Wales rất là chất lượng như chúng ta đã từng thấy ở các số trước đây của sôi động cùng Euro. Vậy thì bây giờ, người hâm mộ của Scotland sẽ cần sức mạnh tinh thần đến từ những yếu tố khác. Ví dụ như một màn dự đoán hoành tráng mà chúng ta chuẩn bị được chứng kiến từ nhà tiên tri của chương trình ngay sau đây. Vâng, xin vui mừng chào đón quý vị và các bạn đã cùng trở lại với phần dự đoán cùng Euro với nhà tiên tri của chúng ta, chú chuột Hamster Kill. Và trận đấu ngày hôm nay mà nhà tiên tri của chúng ta dự đoán đó chính là trận đấu giữa Scotland và Thụy Sĩ. Và ngay bây giờ thì chúng ta đã thấy những hình ảnh đầu tiên của chú chuột Hamster Kill đang di chuyển trên sân rồi. Hiện tại thì Hamster Kill thì vẫn đang quanh quẩn ở phần sân bên phía của Thụy Sĩ. Chúng ta nhòm bát thức ăn của Thụy Sĩ rồi nhưng lại hờ hững quay ly. Vẫn là những màn đánh hơi ở khu vực giữa sân và lần này lại di chuyển về phía góc sân bên phía cờ Thụy Sĩ rồi. Ăn hay chưa? Chưa, lại quay ngoắt đi rồi. Lần này thì Hamster Kill đã di chuyển sang phần sân của Scotland. Hamster Kill vẫn đang loay hoay không biết nên chọn bát thức ăn nào, thậm chí chúng ta vừa ngã ngửa ra trên sân. Rất là khó lựa chọn cho Hamster Kill. Đã ăn hay chưa? Vâng, Hamster Kill chỉ đứng ngoài bát thức ăn bên phía Thụy Sĩ và nhòm vào thôi. Nhưng mà lần này thì Hamster Kill di chuyển và đang ngồi ở trong bát thức ăn bên phía của Scotland rồi. Ở góc quay này thì rất khó để phát hiện ra là đã ăn hay chưa. Nhìn thì giống như động tác đang nhai thưa quý vị. Không biết các trọng tài xác định như thế nào đây. Như vậy là chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ tổ trọng tài. Tổ trọng tài đã xác định tình huống vừa rồi, Hamster Kill đã ăn thức ăn bên phía cờ của Scotland. Và như vậy là lựa chọn của Hamster Kill đó chính là Scotland sẽ giành chiến thắng trước Thụy Sĩ. Còn lựa chọn của quý vị và các bạn sẽ là như thế nào? Hãy để lại comment cho chúng tôi biết nha. We'll be right back.
Xin được nhắc lại một lần nữa là những dự đoán của nhà tiên tri trong chương trình Sôi Động Cùng Euro chỉ là một phần nội dung vui, thú vị và kết quả của chúng cũng chỉ mang tính tham khảo, mang tính giải trí chứ không phải là căn cứ để chúng ta đưa ra những quyết định đao to búa lớn về kết cục của các trận đấu. Và chính các bạn cũng hoàn toàn có quyền đưa ra dự đoán của mình về tỷ số trận đấu Scotland-Thụy Sĩ bằng cách comment dưới video này nhé. Chúc các bạn đưa ra được những dự đoán chính xác và hẹn gặp lại ở Sôi Động Cùng Euro số 16.